Thể thao thì em rất là yêu thể thao, còn về hoạt nấu ăn thì nó là sở trường của em mà. Hầu như các món mà bạn nam kể em đều thích. Đường và cô gái bên kia thì nhưng mà em đang tìm thôi chứ em chưa tìm thấy. Em thấy là tay bạn nam rất là ấm và chắc là bạn ấy cũng đang run như em.